Bạn có đang ao ước được một lần khám phá mặt trăng hay không? Cơ hội có 102 đang đến với bạn. Một tỷ phú người Nhật Bản đang tìm kiếm 8 người cùng ông bay vòng quanh mặt trăng và điều quan trọng nhất là chuyến đi hoàn toàn miễn phí. Tỷ phú Nhật Bản Yusaka Maezawa ngày 3 tháng 3 đã phát động tìm kiếm 8 người cùng ông tham gia chuyến du hành vòng quanh mặt trăng trên tàu SpaceX của tỷ phú Elon Musk. Chúng tôi nhận được thông báo cho biết quá trình phát triển của tàu tốt, mọi thứ đang diễn ra gần đúng như kế hoạch. Ban đầu, vị tỷ phú dự định mời các nghệ sĩ tham gia chuyến đi kéo dài một tuần, dự kiến khởi hành vào năm 2023. Tuy nhiên sau đó, ông cho biết đã điều chỉnh để ai cũng có cơ hội tham gia hành trình này chứ không chỉ riêng các nghệ sĩ. Tôi nghĩ đa dạng thì sẽ tốt hơn, vì thế tôi mong muốn có nhiều người thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trên tàu. Tôi cũng mong mọi người sẽ giao tiếp trò chuyện với nhau trên tàu trong hành trình. Và rồi tôi nghĩ có lẽ ai làm cái gì đó có tính chất sáng tạo cũng có thể được coi là nghệ sĩ. Và đó là lý do vì sao tôi mở rộng đối tượng để mang cơ hội tham gia hành trình này tới nhiều người ở trên khắp thế giới hơn. Nếu bạn nghĩ mình là một nghệ sĩ thì bạn đúng là một nghệ sĩ đích thực. Giai đoạn đầu tiên của quá trình tuyển chọn kéo dài tới ngày 14 tháng 3. Các ứng viên cần phải vượt qua cuộc kiểm tra y tế và cuối cùng là trả lời phỏng vấn với tỷ phú Mayazawa. Ý nghĩa thực sự quan trọng của chuyến bay lên mặt trăng này là ở chỗ. Đây là chuyến tàu vũ trụ tư nhân đầu tiên, chuyến bay thương mại đầu tiên chờ người vượt ra khỏi quỹ đạo trái đất. Trước đây chưa từng có. Và chúng tôi sẽ đi qua mặt trăng, nên chuyến bay này sẽ còn xa hơn nữa. Chúng tôi hy vọng sẽ đi được xa hơn tất cả những người nào đã từng bay lên vũ trụ từ trái đất. Thì phú Mayzawa sẽ là người thanh toán toàn bộ chi phí của chuyến du hành vòng quanh mặt trăng này.